Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp U23 Việt Nam với U23 Myanmar 17 giờ ngày hôm nay, cuộc chiến sống còn. Vâng thưa quý vị, U23 Việt Nam đứng trước cơ hội giành vé vào thẳng vòng chung kết giải U23 châu Á khi chỉ cần hòa, bất chấp kết quả đá luân lưu trước đối thủ Đông Nam Á Myanmar vào chiều nay. Một nhiệm vụ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không hề đơn giản cho thầy trò ông Park Hauser. Huấn luyện viên U23 Myanmar nói gì? Chứng kiến trận thắng nhọc nhằn của U23 Việt Nam trước U23 Đài Loan ở trận đấu đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Popop của U23 Myanmar tỏ ý ngạc nhiên bởi theo ông, dường như lứa cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay không hay bằng lứa từng giành huy chương vàng SEA Games 30 cách đây 2 năm, nơi ông cũng từng dẫn dắt Myanmar giành huy chương đồng. Tôi thấy lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay so với 2 năm trước không xuất sắc bằng, nhưng tôi thừa nhận, đội bóng của ông Park đang tranh vé tại Kyrgyzstan vẫn mạnh nhất trong bảng. Nhưng trong bóng đá thì không ai nói trước được điều gì, đội U23 Myanmar sẽ nỗ lực đánh bại những vật cản trên con đường tiến tới vòng chung kết. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã từng đua U23 Việt Nam 0-2, hòa hai đều tại Việt Nam. Nhưng nhân sự của hai đội đã gần như hoàn toàn thay đổi. Chúng ta đang ở thì hiện tại và U23 Myanmar đã cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất dù chúng tôi không chỉ bị ảnh hưởng bởi dịch mà còn vì tình hình bất ổn tại Myanmar, ông Popop nói. Ông Popop không có cơ hội tái đối đầu trực tiếp với huấn luyện viên Park ở trận đấu chiều nay bởi vị huấn luyện viên người Bulgaria phải ngồi trên khán đài do dính thẻ ở trận gặp Đài Loan. Ông ủy quyền cho hai trợ lý bản địa tạm dẫn dắt là Uaung Tun và Ujo Wintun. Dĩ nhiên mọi quyết định về đội hình và lối chơi thuộc về ông Popop. Đã từng tiết lộ về việc U23 Myanmar có xu hướng chơi thứ bóng đá tấn công, giành quyền kiểm soát thế trận. Nhưng ở các buổi tập gần đây, ông Popop yêu cầu học trò rèn kỹ các bài phòng ngự, nhất là chống bóng bổng. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, phóng viên Việt Nam đã có ý định phỏng vấn huấn luyện viên Popov, đề nghị ông đánh giá chi tiết hơn về U23 Việt Nam, cũng như làm cách nào để U23 Myanmar có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Nhưng ông đã khéo léo từ chối. Hai Long sẽ là chìa khóa của U23 Việt Nam Xét về độ khéo léo, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn các cầu thủ trẻ Myanmar. Ở trận thắng U23 Đài Loan, các pha tấn công của Myanmar khá đơn giản, dễ dàng bị đánh bật từ vòng 16m50. Đa số các cầu thủ Myanmar đều thiếu kinh nghiệm thi đấu nên họ chơi với tinh thần lan xả là chủ yếu, ít có cá nhân thực sự nổi bật. Huấn luyện viên Park Hang Seo sau khi phân tích của băng hình căn dặn các cầu thủ không được chủ quan. Ông Park nhấn mạnh cơ hội dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam và Myanmar đều ngang nhau, nên đội nào tận dụng thời cơ tốt hơn, đội đó sẽ có bàn thắng. Ông Park cũng lưu ý, vì U23 Myanmar cũng rất quyết tâm nên có thể họ không ngại đá rắn. Do đó U23 Việt Nam phải chơi bình tĩnh, giữ được cái đầu lạnh, chơi tập trung, cố gắng kiểm soát và cảm xúc, không để bị cuốn theo lối đá của đối thủ. Trong buổi tập cuối cùng trước trận, huấn luyện viên Park một lần nữa khẳng định về mục tiêu của U23 Việt Nam là phải giành được chiến thắng. Ông Park dự tính để U23 Việt Nam tấn công nhanh, tạo sức ép ngay từ đầu và sớm có bàn thắng dẫn trước nhằm giảm áp lực. Nhiều khả năng, Hai Long sẽ có mặt ở đội hình xuất phát và sự xuất hiện của anh từ sớm sẽ giúp các pha triển khai tấn công của Việt Nam nhanh hơn, sáng tạo hơn. Với những cú tỉa bóng thoáng của tân binh câu lạc bộ Hà Nội, hứa hẹn sẽ giúp mũi nhọn tuyến trên có cơ hội thuận lợi để dứt điểm. Bên cạnh đó, Văn Tới cũng có thể vào sân đá chính thay Quang Vinh để tạo sự yên tâm hơn ở hàng thủ Điểm mấu chốt nữa là những đường truyền ngang làm chậm nhịp độ tấn công sẽ phải được hạn chế tối đa. Huấn luyện viên Park yêu cầu học trò phải đá một chạm nhưng luôn triển khai bóng lên phía trên, chứ không truyền ngang quá nhiều như trận gặp Đài Loan. Huấn luyện viên chuyên làm đội trẻ và là thầy của rất nhiều tuyển thủ U23 hiện tại Phạm Minh Đức nhận xét rằng ở trận gặp U23 Đài Loan, các cầu thủ trẻ Việt Nam vấp phải hàng phòng ngự dài đặc nên rất khó đá. Còn ở trận đấu với U23 Myanmar, chúng ta vẫn rất khó khăn nhưng có thể sẽ không bất lực trong khâu ghi bàn. Đội U23 Myanmar khỏe, có thể họ sẽ chủ động dâng cao ngay từ đầu. Đối thủ của chúng ta luôn tấn công mạnh mẽ nhằm áp đặt thế trận và U23 Việt Nam lại có cơ hội để phản công. Vấn đề là chúng ta phải tận dụng những sơ sẩy của đối phương khi họ luôn tìm cách để cao đội hình. Các tiền vệ Việt Nam trận này phải di chuyển nhanh hơn, chuyển bóng chính xác hơn vì với một đội bóng không thua kém chúng ta về kỹ thuật, thì việc truyền style sẽ rất tai hại. Tôi cho rằng có thể ông Park vẫn sử dụng cặp tiền đạo Văn Đạt, Xuân Tú. Đạt trận trước chạy bao sân nên quá mất sức. Khi đối đầu với U23 Việt Nam, anh cần chạy hợp lý, biết cách phối hợp với đồng đội hơn. Dù không dễ áp đặt và lấn lướt, nhưng tôi tin U23 Việt Nam sẽ thắng, hai mũi nhọn này sẽ cùng ghi bàn. Cẩn trọng với lối đá phản công của Myanmar. Cựu tuyển thủ huấn luyện viên Phan Thanh Bình đánh giá U23 Myanmar qua trận gặp Đài Loan có vài vấn đề giống chúng ta khi còn lúng túng trong phối hợp và tấn công cơ hội chưa tốt. Cũng giống như U23 Việt Nam, vì là trận đầu của hai đội nên áp lực tâm lý lớn hơn khiến đôi chân mất thanh thoát. Nhưng rất có thể họ sẽ khác khi đối đầu với U23 Việt Nam chiều nay. Trong thế trận chỉ cần hòa, rồi có thua 11m luôn lưu cũng đi tiếp, nên U23 Myanmar chắc chắn đá phòng ngữ phản công họ chẳng dại gì tràn lên vì thừa biết Việt Nam mạnh hơn. Vì thế U23 Việt Nam phải cẩn trọng với lối đá phản công của U23 Myanmar. Mà đáng chú ý trong đội hình của họ vẫn là các mũi nhọn Win Anh Tun số 10, cầu thủ chạy cánh Han Kitejo số 6. Hậu vệ của U23 Việt Nam phải hết sức cảnh giác vì mũi nhọn của U23 Myanmar rất nhạy bén thời cơ. Trận này tôi nghĩ nếu ghi bàn sớm, Việt Nam sẽ thắng luôn. Nhưng nếu chơi bế tắc như trận rồi thì coi chừng phải trả giá vì Myanmar phản công rất hay. Dự kiến đội hình U23 Việt Nam 3412 thủ môn Văn Toản, trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, Văn Tới, hậu vệ Văn Xuân, Văn Đô, tiền vệ Xuân Quyết hoặc Văn Công, Hoàng Anh, Hai Long, tiền đạo Việt Cường hoặc Văn Đạt, Xuân Tú. U23 Việt Nam dự kiến cũng ra sân với đội hình 442, gồm thủ môn Pierre Fiotu, Hien Jajalin, Tess Hien Aung Gunaso, Somokyo, Han Ketio, Elwin Moaung, Miat Kang Khan, Jen Jinong, Fiowai, Win Nang Sau đây là cập nhật xếp hạng các đội nhì bảng hiện nay. Thứ nhất là Thái Lan 4 điểm, thứ hai là Turkmenistan 3 điểm, hiệu số 3-2. Thứ ba là Myanmar hoặc Việt Nam đã có 3 điểm, hiệu số 1-0. Thứ tư là Tajikistan 3 điểm, hiệu số 3-3. Thứ tư là Bahrain 3 điểm, hiệu số 3-3. Thứ sáu là Campuchia 3 điểm, hiệu số 4-6. Thứ bảy là Syria 2 điểm. Thứ tám là Ấn Độ 1 điểm. Thứ chín là Singapore 1 điểm. Và thứ 10 là Ả Rập Xê Út 1 điểm. Nhưng còn trận đấu cuối với Bangladesh vào tối nay, nếu thắng sẽ vào top 4 đội xếp trên. An cứ vào bảng xếp hạng này, Myanmar và Việt Nam chỉ cần hòa nhau vào chiều nay thì dù đội nào nhì bảng, khi mà thua 11 mét luân lưu thì vẫn có hiệu số cộng 1 cũng sẽ giành quyền đi tiếp. thêm một kịch bản nữa nếu U23 Việt Nam không may thua ở 90 phút nhưng chỉ thua một bàn mà ghi từ 3 bàn trở lên, nghĩa là thua 3-4 hay là 4-5 thì vẫn được AFC trao vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 do bằng hiệu số với Tajikistan và Bahrain, nhưng mà tổng bàn thắng thì nhiều hơn và giúp U23 Việt Nam là vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tin tiếp theo thưa quý vị, báo Thái Lan nói lời cái may cho U23 Việt Nam, thầy cho ông Park mất vị thế ở giải châu Á. Kính thưa quý vị, 17 giờ hôm nay, Việt Nam đã trận quyết định với Myanmar để cạnh tranh vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Trước trận này, báo Thái Lan, CM Sport bất ngờ có dòng tít không mấy may mắn cho Việt Nam. Nhiệm vụ khó, nếu thua, U23 Việt Nam dễ bị loại. Trong tin đưa, tờ báo Thái Lan phân tích khả năng đi tiếp của Việt Nam và Myanmar. Nếu như trận đấu kết thúc, hai đội sẽ đoạt vé đi tiếp. Còn nếu bất phân thắng bại, đội thua có khả năng bị loại. Hy vọng loại U23 châu Á 2022 chỉ còn bảng Y và bảng D chưa thi đấu xong. Lúc 17 giờ, Saudi Arabia và Bangladesh và Việt Nam với Myanmar. Nếu cặp Saudi Arabia với Bangladesh có bên thắng với cách biệt, đội này sẽ đẩy Tajikistan cùng đội thua trong cặp Việt Nam Myanmar ra khỏi top 4 trên bảng xếp hạng các đội nhì xuất sắc nhất. Trong một động thái khác, tuy khá buồn chu 23 Việt Nam là dù có đi tiếp vào vòng chung kết châu Á, dự kiến chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn. CM Sport đưa tin về phân loại hạt giống ở vòng chung kết, Việt Nam chỉ thuộc nhóm hạt giống số 3 do bị loại ngay từ vòng bảng tại giải năm 2020. Thái Lan là chủ nhà năm 2020 và vào tứ kết nên thuộc nhóm hạt giống số 2. Cụ thể nhóm hạt giống số 1 bao gồm Uzbekistan, Hàn Quốc, Australia, Jordani. Nhóm hạt giống số 2 Thái Lan, UAE, Iran, Iraq. Nhóm hạt giống số 3 hiện đã chắc chắn Qatar, Nhật Bản. Nhóm hạt giống số 4 Kuwait, Malaysia, Turkmenistan. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 có 16 đội chia làm 4 bảng. Việc nằm ở nhóm hạt giống thấp sẽ khiến U23 Việt Nam dễ gặp địch thủ mạnh. Tuy nhiên nếu chúng ta gặp bảng đấu có Thái Lan thì nhẹ gánh đi nhiều và đây cũng là cặp đối đầu thú vị. Ở vòng loại này, Thái Lan thể hiện chưa thực sự tốt. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.